Đợt váy này em có về hoa thêu này các chị ơi, đẹp xuất sắc luôn ạ. Mẫu em đang mặc trên người mã số sản phẩm là 1588 nha. Em sẽ có phối cho cả nhà mình nguyên một cái mảng hoa thêu 3D ở đây. Đó, tông màu đỏ đỏ nha, vàng đồng cho mình. Thân váy thì sẽ may cho cả nhà mình tông màu đen ha. Khi mà mình diện lên nó sẽ che khéo được cái phần bụng rất là tốt luôn, không hề kén nhau chút xíu nào cả. Đầm anh nhà em thì chuyên về thời trang trung niên nha mấy chị ơi, tầm khoảng là U40-50 trở lên mình mặc hợp và sang nha. Các chị mình thích thì mình cứ tranh thủ mình chốt sớm nha em. Hôm nay đang có một cái mức giá sale đặc biệt đó các chị ạ. Đứng gần cho mình xem này, cái vải của nó đẹp mê ly luôn. Đầm này chất là vải thun dập sóng nha. Những cái họa tiết ở đây nó sẽ nổi hẳn ở trên mặt vải như thế này luôn. Và trên mặt vải sẽ có hiệu ứng lấp lánh như thế này, khi mà cả nhà sờ lên đó nha, không gây một chút xíu khó chịu gì cả. Mặt bên ngoài thì gợn sóng như thế này, còn cái mặt bên trong rất là mướt, rất là mịn luôn. Các chị mình đặt đơn ngay bây giờ, mình tranh thủ lên đơn sớm cho em nha. Chỉ cần bình luận phía dưới mã số 1588 là cái mẫu đầm này này các chị ơi. Đặt đơn nhớ kỹ phải có mã số nha, không có mã số không lên đơn được đâu ạ. Mã 1588 với số điện thoại chụp là được, bên em có chuyên viên gọi điện thoại tới tư vấn nha. Ở đây em cao 1m65, đầm em mặc dài phủ hẳn cả cái bắp chân luôn, chút xíu nữa thôi là tới cổ chân như thế này rồi đó. Tính này em váy này nó cũng tương đối khá là dài nha các chị. Các chị thích mặc dáng dài thì mình cứ để dài dài như vậy mình mặc, còn chị khách nào mà mình không thích mặc dáng dài đó, mình thích mặc ngắn ngắn lửng lửng hơn chút xíu thì mình có thể lên like cắt ngắn được, tùy theo ý thích của mình mà không hề sợ bị mốt form nha. Chị Thúy An ok có đơn, chị Ngọc Anh một chiếc luôn ạ. Dạ em đang mặc mã 1588 đó chị ơi, chị mình đặt đơn bình luận ngay phía dưới giùm em đi. Mã 1588 với số điện thoại nha. Chị Trịnh Lý ok có đơn hàng, chị bỏ im một chiếc luôn, 1588 luôn. Đang sale rẻ các chị ơi. Em váy hoa thêu này nha, rồi chất liệu vải thun dập sóng cao cấp, em nhập khẩu trực tiếp từ nước ngoài về. Đó, và nguyên cái váy này em đang bán tại cửa hàng là 499. Nhưng trong bài livestream ngày hôm nay, chị khách nào đặt đơn em giảm ngay cho mình 200.000, chỉ còn có 299.000 thôi. Các chị mình đặt đơn cứ việc comment ngay cho em phía dưới. Mã số sản phẩm là 1588 và kèm luôn cho em cái số điện thoại là được, bên em có chuyên viên gọi điện thoại để tư vấn lên đơn ha. 49kg mặc xe M là vừa đó chị ơi, đủ size luôn á. Nhưng mà em chỉ có thời gian 3 phút ở đây để sale cho các chị mình. Từ 499 xuống chỉ còn có 299.000 đồng duy nhất trong bài livestream này. Vải rất là mềm, độ co giãn đàn hồi siêu tốt nha. Màu sắc thì mặc lên vừa tôn da nè, vừa gọn gàng các chị em mình nữa. Váy này chỉ cần may một lớp là vừa mặc rồi, không có thấy không lộ gì đâu. Kèm luôn cả hai túi như thế này nha. Trời xinh chưa? Một màu duy nhất và chỉ về được một đợt rồi qua luôn chứ không về đi về lại đâu ạ. Các chị thích cái mẫu đầm này ngay bây giờ mình chốt sớm cho em mã số sản phẩm 1588. Chị Hằng Hoa ok có đơn hàng luôn ạ. Chị Thu Cúc một chiếc 1588 luôn. Còn chị khách nào mình đặt đơn mẫu này nữa ngay bây giờ mình tranh thủ lên đơn sớm cho em luôn nè. Mẫu em đang mặc mã số sản phẩm là 1588 nha mấy chị ơi. Hoa thêu ở đây, cái này là em sẽ may hẳn lên trên mặt vải luôn nha, chứ em không có dán keo hay là không có ép nhựa đâu. Mình cứ yên tâm, rất là sang, rất là xịn luôn á. Chị Ngọc Luận một chiếc luôn ạ. À, xinh quá cả nhà ơi, xuất sắc. Một lớp nè, hai túi cho mình nè, đẹp ghê chưa. Mặc đi chơi đi tiệc cũng được, mà mình mặc đi làm công sở vào văn phòng cũng được luôn cho em nha. Mẫu em đang mặc mã số sản phẩm là 1588. Cái chị mình đặt đơn ngay bây giờ mình tranh thủ chiếc Trang Thanh một chiếc luôn ạ. À, đang sale rẻ chị ơi, chị còn có giá tiền là 299.000 đồng duy nhất trong bài livestream ngày hôm nay. Các chị mình đặt đơn có việc comment ngay cho em phía dưới mã số 1588 với số điện thoại cho em là được ha. Bên em có chuyên viên gọi điện thoại tới tư vấn. Dạ 66kg hãy lên lời là vừa đó chị ơi. Trong livestream này chị mình đặt đơn là có hàng hết trơn đó, nhưng mà đừng có đặt hàng chậm quá nha, chậm quá là nó hết hàng em không về lại đâu. Chị Huỳnh Xuân một chiếc luôn ạ, nhận váy bên nhà em rồi nha, đẹp nha em cảm ơn chị mình nhiều ạ. Mẫu này cả nhà yên tâm đi, mặc đi chơi đi tiệc được, mặc đi làm công sở gì học văn phòng thoải mái. Và đặt bên nhà em là chuyên về thời trang trung niên nha. Đó, các chị mua tặng gì tặng mẹ cũng được, hay là các chị mình mua hả, mình bận mà tầm U40-50 tuổi trở lên rất là hợp và cực kỳ sang luôn. Nguyên một cái em nằm thiết kế đặc quyền này mà chỉ có 299.000 đồng, quá rẻ, cả nhà tranh thủ chốt sớm cho em nha. Đừng quên chia sẻ livestream để mình được áp dụng ngay giá sale rẻ nha. Đợt này có đầm ren nè mấy chị yêu ơi. Mẫu em đang mặc trên người mã số sản phẩm là 1606 nha. Đầm này thiết kế sờ cổ tim nha các chị ạ. Tay lỡ cho mà nàng dán đồng phong xòe xòe. Nền vải em may cho cả nhà mà nói là tông màu xanh đen ha. Và hoa cho các chị mình đây, những cái đó hoa quỳnh nằm san sát nhau trải đều trên nền vải nè. Tông màu này là tông màu trắng nha. Chạy viền nổi cho mình từng cái chi tiết nhỏ luôn, và có phối cho cả nhà thêm kim sa để tạo hiệu ứng lấp lánh luôn ạ. Mẫu em đang mặc mã số sản phẩm là 1606.
1606. Ngay bây giờ các chị mình đặt đơn chỉ cần bình luận phía dưới cho em theo cú pháp quen thuộc, mã 1606 với số điện thoại cho em là được luôn. Hiện tại shop đang có cho mình đầy được 4 size nha. Mỗi đợt em về cho mình là một cái chất liệu vải ren nè, mà những cái họa tiết ren nè, với lại cái màu sắc là hoàn toàn khác nhau hết, đúng không các chị ạ? Trời nó đẹp quá. Đợt vừa rồi mới đi thôi em về cho mình là tông màu hồng, màu đỏ, màu xanh với lại là màu đen, nhưng mà full cả cái đầm luôn. Lâu lâu mới về cho cả nhà mình đó, đầm ren phối như thế này trời xuất sắc quá. Các chị đặt hàng chốt sớm nha. Váy này thì chắc chắn sẽ là may kỷ lượng 2 lớp, kèm luôn cả hai cái túi như thế này và có khóa kéo ẩn nằm đằng sau lưng ha. Lê Phong siêu đẹp cho chị em mình luôn. Mẫu em đang mặc mã số sản phẩm là 1606. Dáng đầm siêu dài nha các chị, em cao 1m65 đầm này em mặc dài qua bắp chân em chút xíu nha. Dạ 62kg em có size đó chị, 62kg mình mặc cho em size 2XL sẽ vừa. Hiện tại em đang có cho mình đầy đủ 4 size luôn, có cho cả nhà mình size M, size L, XL và lại cả 2XL luôn nha. 40kg cho tới 65-66kg và yếu tố là tầm 85-86 độ về mang đẹp thoải mái. Chị nào vô xong nhìn lại giùm em nè, chỗ quá đẹp, chị may trần một chiếc luôn nha. 53kg mặc size L cho em là vừa chị, nền vải màu xanh đen nè và có phối cho cả nhà mình hoa nè. Trời, hoa quỳnh màu trắng trắng nè, phối cho mình kim sa này, dễ thương ghê chưa. Phần tay may cho mình một lớp, thân váy kỷ lượng 2 lớp ha, kèm luôn cả hai cái túi như thế này và có khóa kéo ẩn nằm đằng sau lưng. Mã số của em nó là 1606, các chị mình đặt đơn cứ việc bình luận ngay cho em phía dưới mã 1606 với số điện thoại cho em là được. Chất liệu vải ren nha cả nhà ơi, rất là mềm luôn, nhẹ tên nào mà mặc lên rất là mát. Chị Kim Anh một chiếc luôn à, chị Thí Liệu có đơn. Đồng ơi nhà em đẹp lắm nha, chị nhận váy rồi nè, em cảm ơn chị mình nhiều ạ. Trời ơi cảm ơn các chị rất là nhiều, nhận được váy rồi thấy đẹp thấy ưng, còn quay lại đây comment review sản phẩm cho em nữa. Cả nhà mình á, nếu như mình về nhà nhận được hàng thấy đẹp nhớ quay lại đây bình luận cho em với nha. Em váy này em đang sale đó ạ, chị còn có giá tiền là 339.000 đồng trở nguyên một cái em đầm xinh lung linh như vậy, mặc đi chơi đi tiệc được, mặc đi làm công sở dọc văn phòng cũng được luôn, mà chỉ có 339.000 đồng thôi. Cả nhà ơi đặt hàng online nó rẻ hơn so với bên ngoài nha, mua tại cửa hàng nhà em, em váy này đã tới hết là 550 đó, tại cửa hàng nhà em là 550. Nhưng trong bài livestream ngày hôm nay, chị khách nào mình đặt đơn và có chia sẻ livestream, em sẽ giảm giá cho mình luôn, chỉ còn có giá tiền là 339.000 đồng thôi ạ. Các chị mình đặt đơn bình luận ngay cho em phía dưới nha, mã số sản phẩm 1606 với số điện thoại chung là được. Dáng đầu phong xòe xòe, cao 1m65 đầm để mặc dài qua bắp chân như thế này. Thích mặc dài dài thì mình cứ để dài dài, không thích mặc dáng dài thì mình lên lay cắt ngắn được nha. Tùy theo ý thích của mình mà không hề sợ bị mất form đầm luôn ạ. Chị Trần Trinh ok có đơn hàng luôn ạ. Chị Đào Thi ok chốt đơn. Mỗi em đang mặc mã 1606 á chị ơi, đặt đơn bình luận ngay trên phía dưới đi ạ. Mã 1606 với số điện thoại em mặc trên livestream như thế nào, giao hàng cho mình y chang vậy mình cứ yên tâm nha. Được quyền kiểm tra thoải mái trước khi mình thanh toán. Ở đây cả nhà thấy mặt sau nè, cổ tim đúng không, tay lỡ dán đầm phong xòe nè, hai lớp kèm hai túi thì về nhà nhận được hàng cái đầm y chang như vậy luôn, rất là đẹp nha. Và nhiều khi ở bên ngoài nhận được hàng á nó còn đẹp hơn trên livestream nữa, tại vì ở trên live cả nhà không có nhìn rõ được từng cái chi tiết của em nó. Chỗ các em đầm này em đảm bảo luôn, về nhà dở ra một phát cái chuyện thấy liền đẹp chấn động luôn à, chỉ có 339.000 đồng thôi. Nhanh tay chút sớm cả nhà ơi, em xem thấy cho các chị mình, mẹ em hồi hộp, em sợ các chị mình đặt hàng không có rồi mai mốt quay lại hỏi em là em không biết đào đâu ra đâu nha. Tại vì đầm bên nhà em chỉ về một đợt duy nhất thôi, rồi không có về đi về lại nữa. Phải mà em về được nhiều đợt thì hôm nay mình không đặt hàng thì ngày mai ngày mốt mình đặt được. Nhưng mà đầm bên nhà em từ trước cho tới bây giờ em chỉ về được cho mình có đúng một lần duy nhất rồi qua luôn, chứ không về đi về lại mẫu đâu nha. Thích thì mình chốt sớm cho em, mã số của em nó là 1606 nha các chị ơi, xin giảm hàng luôn á. Nhanh tay thì còn chậm tay thì hết các chị hả. Váy phòng nè, dán đồng xòe mềm cho cả nhà mình luôn, mã số của em nó là 1606 ạ. Trong tủ đồ của các chị mình ít nhất phải có một cái em đồng đen dáng xòe các chị ơi, dễ mặc cực kỳ luôn, mặc đi đâu cũng đẹp nè, và diện lên thì rất là gọn dáng cho chị em mình luôn nữa. Ở đây thì em mới về cho cả nhà mình ha, cái em đồng ren họa tiết tay bồng cho chị mình đây, dáng đồng phong xòe tròn tự nhiên như thế này nè, xuất sắc ghê chưa. Đối với những cái em đồng như thế này nha, dễ mặc luôn, tay bồng thì mình mặc lên thoải mái, không có sợ chật bắp tay luôn, không sợ lộ khuyết điểm nè, mà nhìn mình trẻ ra thêm vài tuổi luôn đó ạ. À, mẫu em đang mặc trên người mã số sản phẩm 1614, em đang có cho cả người này được 4 size nha, có cho các chị mình size M, size L, XL và lại cả 2XL luôn, từ 40kg cho tới 65-66kg và em tối đang em tầm 85-86 độ về, các chị sẽ mang đẹp thoải mái nha. Ở đây em cao 1m65, đầm để mặc dài ngang nửa bắp chân như thế này, thích mặc dài dài thì mình cứ để dài dài, còn không thích mặc dáng dài cả người có thể lên like cắt ngắn được, tùy theo ý thích của mình mà không hề sợ bị mất form đầm luôn. Mẫu em đang mặc mã số sản phẩm 1614, cả nhà ơi xinh lắm luôn á, và váy đen bên nhà em thì cả nhà đã quá quen thuộc rồi đúng không?
không vải khá là mềm, nhẹ tênh à, và mặt rất là mát. Đầm ở nhà em thì tự thiết kế, hàng độc quyền luôn, không có đụng hàng với bất kỳ shop nào cả. Và nếu như cả nhà đặt hàng online ở trong livestream này đang có một cái mức giá yêu thương dành cho chị em mình ha. Giá mà cả nhà mua tại cửa hàng nhà em là 460.000 đồng cho mẫu đầm này. Nhưng trong bài livestream ngày hôm nay, chị khách là mình đặt đơn và có chia sẻ livestream, em sẽ giảm giá cái mẫu này cho các chị mình luôn. Chỉ còn có giá tiền là 349.000 đồng thôi, đang đầy đủ full size nha cả nhà chốt sớm. Váy may kỹ hai lớp kèm hai túi nè, trội lên phong chuẩn đẹp ghê chưa. Nhìn trước sau trái phải gì cũng đẹp hết trơn các chị yêu ạ, xuất sắc. Chỉ có giá 349.000 đồng thôi. Dạ chị Kim Linh có đơn luôn ạ, nhận được váy bên nhà em rồi nha. Mẫu nào chị cũng ưng hết, em cảm ơn chị Bình nhiều ạ. Chị Minh Phụng có đơn, mới mua váy bên nhà em một lần, hai váy đẹp lắm nha, em cảm ơn chị Bình nhiều ạ. Trời ơi, cả nhà thấy khách khách quen với lại khách mới bên nhà em chưa? Em đảm bảo luôn, cái chị mình chỉ cần mua hàng bên nhà em một lần thôi là mình nghiện liền. Cái chất liệu vải của nó rất là xịn sò nha. Đầm vải ren bên nhà em thì Bình đó, nó có độ xuyên thấu nhưng mà mình không có sợ là nó quá mỏng quá mềm đâu nha. Mình có thể giặt tay giặt máy được cho em luôn, có độ co giãn và đàn hồi nhẹ nhàng. Thì đầm ren này em không có chằn thun nha, cho là khi mà các chị mận rất là bền. Năm nay mình mận vài ba lần có tủ cho em, năm sau lấy ra mặc lại vẫn đẹp bình thường luôn, không có sợ bị qua thời lợi mốt gì cả. Cổ tròn nè, phù hợp với mọi gương mặt luôn ha. Tay lỡ vai bồng nè, mặc lên chị khách nào có phần vai ngang bắp tay to che hết mọi khuyết điểm luôn. Trời, và mặc lên rất là thoải mái, dáng đồng phong xòe che khéo và bụng tốt nha. Đi chơi đi tiệc ăn no thoải mái cho em luôn. Chỉ có giá bao nhiêu các chị ơi? 349 ngàn đồng trong livestream này. Còn màu khác không sao? Dạ được một màu á chị. Mỗi một đợt em về đều có vải ren hết, và mỗi một màu là một kiểu khác nhau và một cái họa tiết khác nhau. Đợt mà em về cho chị mình cái họa tiết chiếc lá và nó sẽ sống sống như thế này đó, chiếc lá cuộn cuộn như vậy này chị. Đợt vừa rồi em về cho cả nhà mình, cả nhà nhớ không? Đợt vừa rồi em về cho các chị mình là ren hoa hồng, ren hoa quỳnh, ren hoa mai, ren chấm bi, rồi ren caro, ren đồng tiền, rất là nhiều vải ren em đã từng về cho mình rồi nha. Mỗi đợt thì đều có khác khác nhau hết. Chị khách nào đã là tín đồ của đầm ren á, mình đam mê đầm ren thì ấn theo dõi trang của bên em liền, cho dù chị của mình có đặt chỉ có một shop em thôi cũng không có sợ đụng hàng với những mẫu trước đâu nha. Form dáng thì sẽ may cho cả nhà mình thay đổi đa dạng nha, đơn giản dễ mặc và sang trọng luôn, không có sợ bị qua thời lợi mốt gì đâu. 60kg mặc sao chị shop, 60kg là mình phải đo eo kỹ nha chị yêu ơi. Đang em khuỷu tay đi qua hoặc là mình đo ở trên rốn, chỗ nào nhỏ nhất đo vô là chính xác nhất cho em. Nếu như 60kg eo dưới 80 thì chị mình mặc cho em size XL, còn 60kg eo trên 80 mình mặc cho em size 2XL sẽ vừa nha. Mẫu em đang mặc mã số sản phẩm 1614 nha chị, đặt đơn cứ việc bình luận ngay cho em phía dưới mã 1614 với số điện thoại cho em là được. Đang có đầy đủ 4 size, chị khách nào đặt đơn trong livestream này cũng có đơn hết trơn á, chậm tay nó hết hàng nha cả nhà ơi. Đầm ở nhà em thì từ trước cho tới bây giờ em chỉ về được có đúng một đợt rồi qua luôn chứ không về đi về lại. Cái này em nói thiệt nha cả nhà ha, hôm nay có đơn có hàng thì mình cứ chốt sớm nha em, bên ngày mai ngày mốt quay lại đến nó hết hàng rất là ổn luôn ạ. Sơ mi hoa nhí mã 1586 này mấy chị yêu ạ, full size đầy đủ luôn nha. Vậy chị có hỏi em là em ơi có đầm hoa nhí hay không, thì đợt này em có về cho các chị mình đây. Tông màu hồng hồng nha, hơi bị dễ thương nên đó, mặc lên rất là xinh, màu siêu ngọt. Mẫu em đang mặc mã 1586, đầm để thiết kế sờ cổ sơ mi cho chị em mình nha. Mặc lên rất là sang, đi chơi đi tiền được, mặc đi làm công trại nhập văn phòng thoải mái cho em luôn. Tay ngắn nè, vai á thì em sẽ mang nhúng phòng nhẹ như thế này mà thoải mái nha. Ôm eo, dáng đầm phong xòe, che khéo được cái phần bụng tốt. Nói về che bụng tốt thì phải nhắc đến đầm xòe đúng không các chị ơi? Đó, cứ bụng to là mặc đầm xòe lên, đảm bảo là bao gọn bụng luôn. Hiện tại mã 1586 em đang có cho các chị mình tới 4 size đầy đủ lận, từ 40kg cho tới 65-66kg và eo tối này tầm 85-86 độ về nha. Và nguyên một cái em đầm sơ mi trung niên hoa nhí này shop đang có một cái ưu đãi giảm giá cho các chị mình trong bài livestream hôm nay đó. Mình mua tại cửa hàng nhà em 450, còn trong bài livestream ngày hôm nay 299k, chốt đơn ngay chị mình luôn. Mẫu em đang mặc cái người mã số sản phẩm 1586, cả nhớ anh lên đơn ngay ạ. Chỉ cần chia sẻ livestream được giảm giá từ 450 xuống chỉ còn có 299.000 đồng nè. Sau đó comment phía dưới mã 1586 với số điện thoại cho em nha. Nhận được hàng về nhà mình được quyền kiểm tra thoải mái trước khi mình thanh toán nữa, vừa uy tín nè, vừa chất lượng và giá lại rẻ nữa, còn chần chừ suy nghĩ chi nữa mà không tranh thủ lên đơn liền ạ. Mẫu em đang mặc trên người mã số sản phẩm 1586, chị Tâm Trần có đơn hàng luôn ạ, chị Thanh Trúc một chiếc luôn. Còn chị khách là mình đặt đơn mẫu đầm này nữa, nên bây giờ mình tranh thủ lên đơn sớm cho em. Mẫu đang mặc trên người mã
số sản phẩm 1586 ạ. Váy xin nha các chị ơi. Em cao 1m65 đầm để mặc dài ngay nửa bóp chân như thế này. Mình thích mặc xòe dài thì mình cứ để như vậy. Còn nếu như mà chị khách nào mà mình thích mặc ngắn ngắn thì mình lên like cắt ngắn. Mà em thấy cỡ tầm này á, lưng lửng vừa vừa dễ mặc rồi đó các chị ạ. Có đầm trung tuổi không sót. Trời ơi chị ơi đây nè. Đầm ở nhà em là chuyên về thời trang trung niên, thời trang quý bà nha. Chị khách nào mà mình tầm U40-50 trở lên mình mặc cực kỳ hợp và cực kỳ sang luôn á chị. Mẫu em đang mặc mã 1586, em đang có chương trình giảm giá đó nha. Chỉ còn có giá tiền là 299.000 đồng trong livestream này thôi. Các chị mình đặt đơn cứ việc hợp anh nghe cho em phía dưới mã số sản phẩm 1586 với số điện thoại cho em là được. Chị Thu Trang có đơn luôn ạ. Chị Nguyệt Nguyệt ok chốt ạ. Chị Bảo Châu chốt đơn hàng cho chị sẽ căn hộ đi shop. Ok chị và luôn em đang có đơn đó chị. 4 size đầy đủ MLXL và là cả 2XL nha. Nhưng mà em báo trước, chị nào mặc XL với lại 2XL thì mình phải tranh thủ nha. Cho dù mỗi đợt á, dạo gần đây thì em về cho mình XL với lại 2XL, số lượng của em đã gấp đôi gấp 3 lần những cái size nhỏ luôn. Nhưng mà lúc nào nó cũng hết hàng đầu tiên hết. Cho chị khách nào mà mình mặc size XL với 2XL thì mình phải tranh thủ chốt đơn sớm để có đơn ha. Rồi vải gì về shop ơi? Dạ chất là vải von hàng đó chị. Đầm này vải rất là mềm, vải mềm nhẹ nha, mặc mát, có độ xuyên thấu nhẹ cho mình. Và chị mình cứ yên tâm, vải von bên nhà em nha, có độ dai, độ dày vừa phải cho mình có thể giặt tay giặt máy được mà không hề sợ bị tư vải hay và hay là bị chạy chị vải gì hết. Von hàng mặc lên siêu đỉnh luôn á các chị ơi, mua một lần về nhà nhận được là mặc nghiêng luôn á. 63kg lấy size 2XL cho em là vừa nha chị. Chị 55kg cao 1m62 rồi đây chị ơi, em cao 1m65, chị mình nhìn giùm em, chị mình cao 1m62 đúng không? Mặc như em này nè, mặc qua gối một khúc như thế này nha, ngang nửa bắp chân. Rồi 55kg thì mình đo eo, đo ngang khuỷu tay đi qua cho em, hoặc là mình đo trên rốn, chỗ nào nhỏ nhất đo vô là chính xác nhất luôn. Nếu như 55kg eo dưới 75 mặc size L, còn em trên 75 mặc size XL nha. Hiện tại thì em đang có đầy đủ 4 size hết cho anh chị khách nào mà mình dưới 66kg và eo dưới 86 thì sẽ có đơn. Còn chị khách nào mà mình eo trên 86, na eo 90, 100 gì đó thì bên em sẽ giới thiệu cho mình thêm mẫu khác nha. Rồi mẫu em đang mặc mã số sản phẩm là 1586. Đầm bên nhà em chỉ về được đúng một đợt duy nhất rồi qua luôn chứ không về đi về lại. Hoa nhỏ thì mặc lên nhìn sang nè, còn hoa to chứ. Hoa to mặc lên thì rất là sang nhưng mà hoa nhỏ hoa nhí á, mặc lên nhìn rất là gọn dáng luôn. Và đối với những đầm mà hoa nhí như thế này á, bên em bán rất là chạy hàng luôn. Hôm nay thì may mắn em mới vừa về cho là có đầy đủ 4 size đó. Các chị mình đặt hàng chốt sớm cho em nha. Mẫu em đang mặc mã số sản phẩm 1586. Các chị mình đặt đơn cứ việc comment ngay trên phía dưới mã 1586 với số điện thoại cho em là được luôn. Chỉ có giá là 299 thôi ạ. Em mấy ngắm hoa này em gần hết hàng rồi, hôm nay em lên sale rẻ cho chị em mình luôn nha. Mỗi size giờ chỉ cần có vài chiếc, 10 chiếc đổ lại thôi là các chị ạ. Đầm này thiết kế sẽ là cổ vuông tim như thế này, tay lỡ nè, vai bồng nha. Nhìn thấy cái mẫu này, đầm này thì các chị đã thấy quá quen rồi đúng không? Em mới vừa về cho cả nhà mình 2-3 hôm nay và em nói thiệt với cả nhà mình đi, best seller, mẫu này mẫu best seller bảo đơn mà nhà em luôn á. Hiện tại thì shop đang có 4 size nha, size M em còn cho mình 5 chiếc, size L còn 7XL còn 6 và 2XL thì còn 11 chiếc cuối cùng. Mẫu em đang mặc mã số sản phẩm 1580 chiếc vải gấm hoa nha. Và chị nào mà mình chưa từng trải nghiệm đầm gấm bên em, thấy cái chân váy phòng này sợ vải thô cứng khó chịu đúng không? Hoàn toàn không hề, vải rất là mềm, nhẹ tên, mặc rất là mát nha. Vải mềm tốt mặc thích lắm chị, còn có co dạng nhẹ nhàng hai chiều như thế này nè. Từng cái đá hoa nó sẽ nổi nhẹ lên trên mặt vải. Đây, cái vải của nó ống ống như vậy nha. Cái này không phải in nhựa hay ép nhựa nha các chị ơi, là cái vải của nó đó. Đó, cái hoa này nó sẽ nổi ở trên mặt vải như thế này. Đó, và cái chất vải của hoa nó sẽ hơi ống hơn cái nền một chút xíu, nhìn rất là nổi bật luôn. Đường may mũi chị siêu đẹp. Em đang mặc trên người cái size M, cổ áo tầm bao nhiêu đây ha? Thì size L, XL và lại 2XL, cổ áo cũng tầm bao nhiêu đây thôi. Mình không có sợ nó bị quá rộng đâu nha. Mặc cổ vuông như thế này nhìn gương mặt rất là sáng, rất là sang, trẻ ra thêm vài tuổi luôn và dễ dàng phối phụ kiện luôn ạ. Mẫu đang mặc trên người mã 1580 nha. Hôm nay sale như vậy shop. Hôm nay sale rẻ chị ơi, giá cũ bình thường mình mua cái em váy này đã hết 499.000 đồng rồi. Nhưng trong mà livestream ngày hôm nay, chị khách nào mình đặt đơn và có chia sẻ livestream em sẽ giảm giá cho cả nhà mình luôn, chỉ còn có giá 299.000 đồng thôi chị yêu ạ. Em mặc trên livestream như nào về nhà nhận được hàng y chang như vậy nha. Và khi các chị mình nhận được tại nhà được quyền kiểm tra thoải mái trước khi mình thanh toán nha, nhớ xinh ghê chưa. Váy này chỉ cần may một lớp là vừa mặc rồi, kèm luôn hai túi nha. Vải mặc rất là mát, vải dày dặn vừa nè, mặc lên êm lắm nha, êm nè, mềm xốp cho mình, che khéo được cái phần bụng siêu tốt cho chị em mình luôn ha. Phần vai em may cho mình
vai bồng như thế này nè, chị khách nào có phần vai ngang, bắp đầy to, bon chen thoải mái, mặc lên không có sợ là bị lộ khuyết điểm đâu, mặc rất là thoải mái luôn ha. Đó, và với những cái phần vai bồng nè, cổ vuông như thế này, mặc lên nhìn mình trẻ ra thêm vài tuổi luôn ạ. Mẫu em đang mặc cho người bản 1580 nha, các chị mình đặt đơn ngay bây giờ, bình luận ngay cho em mã 1580 với số điện thoại. Chị cho cô thấy chị không em? Em thấy nha. Rồi, em thấy chị mình đặt hàng size L đúng không? Rồi, đặt đơn chị cần comment ngay cho em phía dưới mã số 1580 với số điện thoại cho em là được ha. Hiện tại shop có đầy đủ 4 size, chị khách nào đặt hàng cũng có đơn hết. Bây giờ dưới 66kg, em dưới 86 thì mình sẽ có đơn cho em. Em 73 mặc size gì Sáu ơi? Dạ em 73 mặc size L là quá đẹp luôn á chị yêu ạ. Em giao hàng về tới tận nhà. Và khi các chị mình nhận được hàng tại nhà, mình được quyền kiểm tra thoải mái trước khi mình thanh toán. Ngoài ra bên shop em đang có cho chị mình một cái chương trình ưu đãi, chị khách nào đặt hàng bên shop ngày hôm nay mà dồn đơn cho em 600.000 đồng thì sẽ được miễn phí giao hàng toàn quốc luôn nha. Rồi chị Minh Minh ok một chiếc luôn ạ. Đầm nhà shop đẹp rẻ nha, em cảm ơn chị Minh nhiều ạ. Chợ hàng thiết kế độc quyền luôn á chị, không đụng hàng với bất kỳ shop nào trên thị trường luôn, mà cái mức giá rất là bình dân luôn á. Còn cái chất lượng thì giới thiệu cho cả nhà cũng nhiều rồi, quan trọng các chị mình về nhà trải nghiệm thử, thấy đẹp, thấy ưng, thấy chất lượng, lần sau quay lại để mua nữa, coi như nó rất là đẹp luôn đó. Chị đã may mắn thấy được vài livestream của em chia sẻ rộng rãi ra cho bạn bè mình cùng xem với nha các chị ạ. Chỉ cần có lượt chia sẻ hôm nay sắp giảm sốc cho cả nhà mình luôn, từ 499.000 đồng xuống chỉ còn có 299, nhưng mà em chỉ sale giới hạn trong 3 phút này thôi, chắc cũng gần hết rồi cả nhà ơi. Xem mà còn có 5 chiếc à, xem L 7 chiếc, XL còn 6 và XL còn 11 nha. Chị khách nào may mắn nhận được cái mẫu đầm này thì đừng quên quay lại để comment review sản phẩm cho em. Đầm chỉ về được đúng một lần duy nhất rồi qua luôn, chứ không về đi về lại mẫu đâu nha. Chỉ về được đúng một lần duy nhất. Mã của em đó là 1580, cả nhà đặt đơn ngay bây giờ mình tranh thủ lên đơn sớm cho em. Chỉ cần comment ngay cho em phía dưới mã 1580 với số điện thoại nha. Chị Mi Mi một chiếc E84 lấy size 2XL cho em là được á chị ơi. Trời ơi cái vải nè, sang xịn mịn gì đâu luôn á, chỉ có 299 thôi. Ren đằng này vệ sinh quá mấy chị ơi, đầm này chất lại vải ren cho cả nhà mình ha. Ren này ren hoa mai, đây các chị mình nhìn giùm em, từng đó hoa mai nằm san sát nhau trải đều trên nền vải nha. Tông màu xanh đen nha cả nhà ơi, xinh lắm luôn á. Màu này thì quá dễ mặc rồi, da trắng da ngâm diện lên đều đẹp hết. Dáng đầu phong xòe mặc lên che khéo được cái phần bụng rất là tốt cho chị mình luôn nha. Vải ren nhưng mà vải này có cái độ dày dặn vừa nha các chị ơi, mặc lên rất là bền và có co giãn nhẹ nhàng hai chiều như thế này. Phần tay em sẽ may cho mình một lớp ha, thân váy thì chắc chắn kỹ lưỡng hai lớp luôn. Đường may mũi chỉ nè, phong may nè, các chị ơi đẹp ghê chưa. Phía trước sẽ có phối cho cả những cúc ngọc trai ha, từ cổ áo xuống ngay cái phần chân em cho mình, dễ thương ghê chưa. Đó, hai lớp hai túi nè, form nè cả nhà ơi, rất là tiểu thư luôn. Mẫu em đang mặc mã số sản phẩm là 1616, các chị mình đặt đơn chị cần comment ngay cho em phía dưới mã 1616 với số điện thoại cho em là được. Và đầm bên nhà em là chuyên về thời trang trung niên nha cả nhà, thời trang quý bà. Chị khách nào mà mình tầm U40-50 trở lên mình mặc hợp và sang, còn chị khách nào mà mình 20 mấy tuổi thích bon chen đầm bên em thì ok, mình cứ việc đặt hàng bon chen thoải mái. 1616 em đang có chương trình sale lớn đó chị, 40kg cho tới 68-70kg và eo tối đa tầm 88 độ về mình mang đẹp thoải mái cho em nha. Tất cả những mẫu đầm bên nhà em chỉ về một đợt, một màu duy nhất rồi qua luôn, chứ không về đi về lại. Thích thì chị có đặt hàng trong bài livestream này thôi, hôm nay em sale này các chị ơi, tại cửa hàng 480, còn trong bài livestream ngày hôm nay chỉ có 349.000 đồng thôi. Mẫu em đang mặc cho người mã số sản phẩm 1616 nha, các chị đặt đơn comment ngay cho em phía dưới mã số sản phẩm 1616 với số điện thoại cho em là được luôn ạ. Đầm thiết kế sẽ là cổ vuông này vừa phải dễ mặc nha. 49kg mặc sẽ M đó chị ơi, chúc sớm cho em nha. Chị Nguyễn Phượng ok có đơn hàng. Chị Thanh Hồng một chiếc luôn ạ, cổ vuông này vừa phải dễ mặc nha chị, mặc lên nhìn trẻ nè, rất là sang, dễ phối phụ kiện luôn. Size M cổ áo tầm bao nhiêu đây? Thì size L, XL và lại 2XL, cổ áo cũng tầm như đây thôi, chứ mình không có sợ bị rộng quá đâu nha. Tay lỡ nè, vai phồng cho mình nè, mặc không có sợ bị chật bắp tay luôn, rất là thoải mái. Dáng đầu phong xòe, đi chơi đi tiệc ăn no là phải nói là không có sợ khó chịu gì luôn á. Hai túi cho cả nhà nè, xinh ghê chưa? Đợt nào em về cho mình á, số lượng cũng ít hết trơn á. Màu đỏ còn không em? Hết rồi chị. Đợt vừa rồi em về cho mình cái màu đỏ họa tiết đúng không? Họa tiết nó giận giận, cong cong quẹo quẹo, nói chung là nó cũng lạ đó.
đó, mỗi một đợt em về rang khác khác cho mình thôi à. Có đợt em về cho mình rang hoa hồng, rang hoa ly, rang hoa quỳnh, và đợt này em về cho cả nhà mình rang hoa mai nha. Họa tiết gì em cũng có hết trơn á, nhưng mà mỗi đợt chỉ về cho mình được có một màu, một kiểu và một họa tiết thôi đó. Bán hết rồi là qua luôn, qua kiểu khác mẫu khác chứ không về đi về lại mẫu. Cả nhà đặt hàng bên nhà em là độc quyền rồi đó, thứ nhất là không đụng hàng với shop nào cả, còn cứ thứ hai em chỉ về cho mình đúng duy nhất có một lần thôi. Chị Nguyễn Thảo có đơn hàng luôn à, chị Trịnh Hy ok chốt đơn nha. Và cái mẫu rồng này yên tâm mà không bao giờ sợ qua thời lỗi mới gì hết. Form dáng đơn giản dễ mặc nè, cổ vuông ha, phối cúc ngọc trai phía trước à, làm điểm nhấn cho chị em mình đó. Tay phồng phồng, dáng đầu phong xòe, che bụng tốt nha. Trời ơi, nhìn góc nào cũng đẹp hết trơn á, trước sau trái phải gì nhìn góc nào cũng đẹp hết đúng không ạ. 63kg mình mặc 2XL cho em là vừa nha. Có giao hàng không shop, mấy ngày tới về em có giao hàng tận nhà luôn á chị. Chị mình chỉ còn ở nhà đặt hàng online thôi, bình luận phía dưới mã 1616 cho em là được. Có chia sẻ livestream em giảm giá từ 480 xuống chỉ còn có giá là 349.000 đồng thôi chị yêu ạ. Nhận được nha, được kiểm tra thoải mái trước khi mình thanh toán, tầm từ 1 cho tới 4 ngày chị mình sẽ nhận được hàng rồi chị yêu ạ. Nếu như mà trong thành phố nha thì trong ngày hoặc là qua ngày, chị mình muốn nhanh thì em gửi trong ngày cũng được. Còn chị nào mà mình ở ngoại thành thành phố Hồ Chí Minh thì tầm từ 1 cho tới 4 ngày mình sẽ nhận được hàng cũng nhanh lắm chị, trừ ngày thứ bảy chủ nhật ra giùm em nha. Em thấy có nhiều chị khách hả nói là ủa em ơi đặt hàng 2 ngày đã có rồi luôn á, cũng nhanh lắm chị ạ. Dạ 55kg ra eo nha chị ơi. Đầm em đang mặc thì sẽ có size tới 70kg lận nha, 40kg tới 70kg, eo dưới 88 liền giùm em nha. Eo dưới 88 là mặc vừa liền à. Rồi 40kg cho tới là tầm 70kg, cả nhà đặt hàng ngay bây giờ mình tranh thủ lên đơn sớm cho em luôn. Mã số 1616 với số điện thoại cho em là được. Chị nào vô xong nhìn giùm em nè, chỗ cái rang hoa mai nè, có chạy phiền nổi với chị em mình luôn ha. Nền sọc caro như thế này nè. Đó, hoa mai chảy đều trên nền vải được có đúng một màu và về chỉ có được đúng một lần thôi ạ. Đầm sơ mi trung niên hôm nay em xe xả kho với chị ơi, 159.000 đồng mẫu đầm này luôn ạ. Đầm này chất liệu và chiếc phong cho chị em mình ha, còn có đúng có hai size cuối cùng mà là hết trơn luôn rồi đó. Các chị mình đặt đơn ngay bây giờ mình tranh thủ nè, bình luận phía dưới cho em theo cú pháp quen thuộc, mã số sản phẩm 1464 với số điện thoại cho em như vậy là ok ha. Đầm này hít kính xà là cổ sơ mi nè, tay lỡ nha, ôm eo, dáng đầm phong xòe tròn như thế này, chất liệu và chiếc phong cao cấp, váy này may kỹ hai lớp cho chị em mình luôn, kèm luôn cả hai túi nè, cao mét 65 đầm để mặc dài ngang được bóp chân như vậy nha. Thích mặc dài dài thì mình cứ để dài dài, còn không thích mặc chán dài thì mình có thể lên like cắt ngắn được, tùy theo ý thích của mình mà không hề sợ bị mất form đầm luôn. Nền vải của em váy này sẽ là màu đen nè, và có phối cho mình những cái họa tiết dây xích nhỏ chạy theo chiều dọc trên nền vải. Những cái họa tiết mà chạy theo chiều sọc dọc như thế này nhìn cái dáng của mình rất là gọn luôn. Và từng họa tiết ở đây thì em dùng công nghệ in cao cấp cho mình ha, nó rất là chi tiết luôn, không phải là bằng nhựa đâu nha cả nhà, cái này không phải in nhựa đâu nha, nó rất là mềm luôn á. Đầm này nó chỉ in màu thôi, chặt ủi là không bay không phai gì hết trơn á, rất là bền luôn á. Đầm này bán cực kỳ chạy, cho nên hiện tại thì chỉ còn cho mình có hai size thôi. Cái gì mình đặt đơn ngay bây giờ mình tranh thủ nha. Chị Hạnh Hoàng ok có đơn hàng luôn ạ. Chị Ngọc Linh một chiếc luôn nè. Chị Nhi Nhi ok có đơn, mẫu em đang mặc mã 1464 chứ yêu ơi. Em còn có hai size à, thấy là hết rồi, thấy là vừa hết luôn á chị. Hai size 40kg cho tới 57-58kg, em tới ra thì em tầm 77 đổ về cho em nha. Dáng đầm phong xòe, che khéo vùng bụng tốt chứ về bảy chiếc phong. Và em có mà có may kèm thêm cho mình cái sợi dây để mình buộc eo nè. Ở đây thì cái đầm này em đã mang vừa rồi, có dây cũng được, không có dây cũng được. Cả cho mình đó, chị khách nào mà mình mặc vừa rồi mình muốn eo nhỏ hơn, hay là mình mặc hơi rộng chút xíu á, cũng không có cần là phải mất thời gian, mất thêm tiền bạc để đi bóp eo đâu. Lấy cái sợi dây buộc lại cho em cái là được. Ở đây buộc phía sau nha, cho cả nhà mình nhìn rõ cái phòng phía trước. Nhưng mà về nhà cả nhà mình thích buộc ở đâu thì buộc ở đó nha. Buộc phía sau cũng được, buộc phía trước cũng được, bên hông trái phải gì cũng được hết trơn. Rồi mẫu em đang mặc mã 1464 thì giá cũ bình thường các chị đã biết rồi, giá cũ của em đó là 450.000, nhưng mà ngày hôm nay em sale 159.000 đồng thì nhiều chị khách hỏi em là em ơi em có lời không, thì hoàn toàn là không có lời cả nhà ơi, thậm chí là lỗ vốn. Nhưng mà ngày hôm nay thì em chấp nhận luôn, sale tặng cho chị em mình, giá tặng cho nhiều chị khách quen và cũng coi như giá là quen với những chị khách mới luôn. Cả nhà ủng hộ em mẫu đầm này nha, chị khách nào mới vừa biết đến về shop em khuyến khích luôn mua liền cho em cái mẫu đầm này nha. 159.000 đồng về nhà không đẹp em không lấy tiền cả chị mình luôn, rất là đẹp, rất là xuất sắc. Và đảm bảo khi mà các chị mình nhận được hàng mẫu đầm này rồi, về nhà nhận được hàng đảm bảo còn quay lại để mua nữa, nó đẹp lắm. Hai lớp nha, hai túi cho mình luôn, khóa kéo phía sau lưng, mã số của em đó là 1464. Các chị mình đặt đơn ngay bây giờ mình tranh thủ lên đơn sớm cho em, mã 1464 với số điện thoại cho em là được. Chị Hồng Ngọc có đơn, chị Nguyễn Thị Ngọc Hoa ngồi chết luôn ạ. 49kg size đúng vừa rồi đó chị ơi. Đầm nhà shop vừa đẹp vừa rẻ nha, em cảm ơn chị mình nhiều ạ.
Hôm nay là cái livestream xe đặc biệt, từ 450 giảm mạnh còn có 159.000 đồng. Ngày hôm nay cả nhà mình mua một váy này giá lẻ, nó còn rẻ hơn khi cả nhà mình mua sỉ rồi đó, xinh lắm. Tay nãy may một lớp nha, thân váy may kỹ hai lớp cho mình luôn, kèm luôn hai túi nè, có khóa cái ẩn nằm đằng sau lưng nha, dáng đồng phong xòe xòe che bụng tốt cho chị em mình luôn nữa, xinh ghê chưa. Nhanh tay thì có đơn đó, chậm tay thì hết hàng. 52 kg mặc size gì sao, 52 kg chứ mình đo eo đi. Thôi bây giờ mình đặt hàng online á, cả nhà mình cứ đo eo đi cho chắc ăn ha, đo kỹ lưỡng 3 vòng cho em cũng được. Nhất là cái vòng eo đo ngang khuỷu tay đi qua, hoặc là mình đo trên rốn chỗ nào nhỏ nhất đo vô là chính xác nhất cho em luôn ha. Rồi mẫu em đang mặc mã số sản phẩm 1464 nha mấy chị ơi. 1464 em đang sale rẻ nè, chỉ còn có giá là 159.000 đồng nha. Kiểm tra kỹ lưỡng lại giúp em một lần nữa. Có chia sẻ like chưa? Có chia sẻ thì từ 450.000 đồng em giảm giá luôn, chỉ còn 159.000 đồng. Rồi đặt đơn phải bình luận phía dưới mã số 1464 với số điện thoại cho em là được nha. Chị khách nào đặt hàng thiếu mã hoặc là sai mã số sẽ bị bỏ qua đơn và chưa được chốt sale đâu ạ. 1464 đang sale rẻ quá trời luôn, trời ơi đẹp quá cả nhà ơi. Một cái mẫu đầm vừa tôn da nè, vừa gọn dáng mà đang sale rẻ nữa, còn chừng suy nghĩ chi nữa, suy nghĩ lâu quá là nó hết hàng đó nha.